Hôm qua, một nhà dân ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị ném bom tự chế, phát nổ gây rung chuyển. Gia đình cũng bị tạt sơn, mắm tôm, nhận tin nhắn khủng bố. Theo thông tin ban đầu, nghi ngờ vụ việc có liên quan đến các đối tượng đòi nợ thuê. Ngày 11 tháng 10, lực lượng công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đến nhà bà Trần Thị Hà để khám nghiệm hiện trường vụ nổ bom tự chế. Khoảng 1 giờ 15 cùng ngày, trước nhà bà Hà có lửa phát sáng. 20 giây sau đó, một quả bom tự chế phát nổ khiến ngôi nhà rung chuyển, hỏa lực khiến đất, đá tại hiện trường văng khắp nơi. Bà Hà cho biết gia đình không mâu thuẫn với ai, tuy nhiên gần đây điện thoại của chồng bà Hà nhận được tin nhắn khủng bố tinh thần. Ngày 8 tháng 10, nhà bà Hà đã bị người lạ tạt nước sơn, dầu nhớt và mắm tôm. Lực lượng chức năng cũng thu thập thông tin liên quan đến các mối quan hệ của gia đình bà Hà để điều tra làm rõ vụ việc. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Major Smart Việt Nam, khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định vào sáng thứ hai đầu tuần này. Còn lửa thiêu rụi 500 chiếc xe máy của công nhân viên, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.